Mỹ đang gây thêm sức ép lên Israel về vấn đề giảm thiểu thương vong của dân thường trong cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hamas. Khi được hỏi về việc Israel có nên giảm quy mô chiến dịch quân sự tại dải Gaza, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 14 tháng 12 thúc giục Israel quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ dân thường. Ông Biden đưa ra bình luận trên trong lúc Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đến Israel để gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác của nước chủ nhà. Một tuyên bố từ Nhà Trắng cho biết ông Sullivan và Thủ tướng Netanyahu đã thảo luận về các mục tiêu và điều kiện để chuyển dần từ các hoạt động quân sự cường độ cao sang hoạt động cường độ thấp hơn, chính xác và có mục tiêu hơn. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết Washington hiện không đưa ra thời gian biểu cụ thể cho khả năng chuyển đổi nói trên, nhưng muốn thấy xung đột kết thúc càng sớm càng tốt. Đài Al Jazeera nhận định, chuyến thăm của ông Sullivan diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Israel có dấu hiệu chia rẽ về con số thương vong ở dải Gaza và khung thời gian chấm dứt xung đột. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố sau cuộc gặp ông Sullivan rằng xung đột sẽ tiếp diễn cho đến khi Hamas bị xóa sổ. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết sẽ cần thêm nhiều tháng để đánh bại Hamas. Dù vậy, tại cuộc họp báo trước khi kết thúc chuyến thăm Israel hôm 15 tháng 12, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đã tìm cách giảm nhẹ những khác biệt giữa hai đồng minh này về cuộc khủng hoảng. Theo tờ The New York Times, ông Sullivan nhấn mạnh cả Mỹ và Israel đều kỳ vọng nhịp độ xung đột cuối cùng sẽ chậm lại. Ngoài ra, sẽ có sự chuyển tiếp sang giai đoạn khác của cuộc xung đột, theo đó tập trung vào các hoạt động tình báo và tấn công ban lãnh đạo Hamas.